CDT News. Hóa ra trước giờ mẹ Việt Kiên tỏi khi cho con bú vì sợ mùi là sai bét. Nhiều người cho rằng ăn tỏi sẽ khiến sữa mẹ có mùi khó chịu và bé bỏ bú, nhưng khoa học lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Ăn gì sau khi sinh và khi đang cho con bú để mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe và bé nhận được nguồn dinh dưỡng tốt nhất là thắc mắc chung của nhiều chị em phụ nữ. Không ít mẹ Việt cho rằng khi cho con bú không nên ăn các loại gia vị có mùi mạnh như hành, tỏi vì sẽ khiến sữa nhiễm mùi và bé khó chịu, bỏ bú. Vậy nhưng, điều ngược lại đang diễn ra ở trời Tây, nơi các mẹ không chỉ không kiêng mà còn khuyến khích nhau ăn tỏi thật nhiều khi cho con bú. Và trên thực tế, nhiều nhà khoa học đã chứng minh tỏi mang lại không ít lợi ích tuyệt vời cho phụ nữ sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Bé sẽ không bỏ mà còn bú lâu hơn. Trên tạp chí Bariatric, tạp chí chính thức của Học viện Nhi Hoa Kỳ, bác sĩ Manuela đã cho biết những bé bú sữa mẹ có mùi tỏi thường bú được lâu hơn và nhiều hơn những bé khác. Như vậy, bé sẽ hưởng đầy đủ những dòng sữa cuối giàu dinh dưỡng của mẹ, đồng thời kích thích ngực mẹ tiết ra nhiều sữa hơn. Như vậy, giống với giai đoạn đang bầu bì, các mẹ vừa sinh nở xong có thể thoải mái ăn tỏi và cho vào các món ăn yêu thích. Ăn tỏi giúp chống các loại nấm vi khuẩn. Trẻ sơ sinh rất dễ bị các loại nấm và vi khuẩn tấn công, gây ra những chứng bệnh như đau họng, nấm lưỡi, lưỡi bị phát ban đỏ. Lúc này, miệng và họng khó chịu sẽ khiến bé bỏ bú. Tỏi vốn được mệnh danh là một thần dược chống lại các loại nấm, nên mẹ ăn tỏi khi cho con bú sẽ giúp ngăn ngừa loại bỏ nấm, giảm bớt sự kích ứng trong miệng bé để bé bú nhiều hơn. Ăn tỏi giúp mẹ chống viêm vú. Cũng theo bác sĩ Manuela, tỏi có đặc tính kháng khuẩn mạnh, được coi là một loại kháng sinh tự nhiên có hiệu quả cao. Khi đang cho con bú, mẹ rất dễ bị tắc tia sữa dẫn đến nhiễm trùng hoặc viêm vú. Ăn tỏi sẽ giúp phòng ngừa và điều trị những vấn đề này. Như vậy, mẹ hoàn toàn không cần kiêng tỏi khi cho con bú. Tuy nhiên, những mẹ có vấn đề về đường huyết hoặc đang dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ về chuyện có nên ăn tỏi hay không. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.